từ một con phố nổi danh khắp cả nước với món bê thui cầu móng. Khi cầu Câu Lâu nối thị xã Điện Bàn với Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị tạm cấm xe để chờ sửa chữa, những dãy hàng quán trong cảnh điều hưu. Xế trưa ngày 6 tháng 4, tuyến quốc lộ 1 cũ dẫn qua xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn chạy song song với cây cầu mới đang thông xe trên quốc lộ 1, đoạn nối Duy Xuyên với Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vắng vẻ. Những dãy nhà hàng mọc sang sát nhau, nhiều nhà cao 3 đến 4 tầng từng một thời sầm uất, khách vào ra nườm nượp, xe nối đuôi nhau đưa khách vào ăn đặc sản xứ Quảng nhưng giờ đây vắng hoe. Nguyên do là cầu cầu lâu cũ, cây cầu trọng yếu huyết mạch đưa khách ra Bắc vào Nam một thời, cũng là cây cầu đã đi vào tiềm thức ký ức người Quảng Nam, nối đôi bờ dòng sông Tơ Lụa, Thu Bồn, nửa năm qua, được cho tạm nghỉ ngơi để chờ sửa chữa. Con đường ẩm thực thưởng thức Bê Thui Cầu Móng nằm ngay tại chân cầu Câu Lâu ở hướng phía Bắc. Từ trung tâm thị xã Điện Bàn đi vào bờ sông Thu Bồn, điều hiu nửa năm qua và chưa biết ngày nào vui trở lại.